Bạn có biết cũng đã có hơn 200.000 con TT bị giết hại bởi con người. Tiếp theo là tin nguội phiên bản rap A. Rap on top luôn được trending. Coi trên YouTube có cả trending. TT on top như vì dying. Đầu bằng sách đỏ người ta vẫn làm thinh.